Thưa bà con nông dân và các bạn, về thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, chúng tôi được ông chủ trang trại Nguyễn Văn Thu giới thiệu khu chăn nuôi hiện đại khép kín với hơn 14.000 con lợn chăn nuôi gia công cho công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam. Gần 10 năm qua, sự liên kết với doanh nghiệp này đã giúp ông Thu có thể chủ động, bình tĩnh trước những cơn biến động giá của thị trường. Được biết, năm 2018, sau nhiều lần thất bại vì chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi, ông đã được công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam giới thiệu, tư vấn và đặt vấn đề liên kết chăn nuôi gia công. Qua đó, ông đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng 22.000 m² chuồng trại, nhà sắt trùng, kho chứa thức ăn, hệ thống nước, hệ thống điện theo đúng thiết kế kỹ thuật công ty đưa ra. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, ông Thu còn thuê nhân công thực hiện chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho lợn sinh sản theo đúng quy trình chuẩn. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm cung ứng toàn bộ con giống, thức ăn, thuốc thú y và đưa kỹ sư về hướng dẫn lao động tại trang trại. Nhờ quy trình chặt chẽ nên suốt thời gian qua, trang trại của ông Thu chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh lớn. Hiện nay, theo thỏa thuận, thì 1 kg thịt lợn hơi khi xuất chuồng, gia đình ông Thu được trả 3.200 đồng tiền công, tính ra khoảng 250.000 đồng một con trên một chu kỳ 5 tháng. Với số đầu lợn 14.000 con một lứa thì số tiền công thu được hàng năm khoảng trên 2 tỷ đồng. Theo ông Thu thì chăn nuôi gia công là hình thức đầu tư sản xuất chậm mà chắc. Phải mất 5 năm gia đình ông mới trả hết được số vốn và lãi ban đầu để xây dựng chuồng trại. Thu nhập từ chăn nuôi gia công khá ổn định. Bản thân ông cũng không phải suy nghĩ lo lắng về thị trường, đầu ra cho sản phẩm. Trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Tam Đảo luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Để phong trào đạt được hiệu quả thiết thực, các hội viên cựu chiến binh được tổ chức hội giúp đỡ tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Tính đến nay, Hội Cựu Chiến binh các cấp trong huyện đã giúp hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng cho trên 1.400 lượt hội viên vay. Để giúp hội viên tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó vận dụng vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Các cấp hội đã tổ chức cho hội viên tham dự các lớp tập huấn của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn cho hàng nghìn lượt hội viên. Hội đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi thông qua các câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi ở các cấp. Từ nguồn vốn vay và kiến thức có được, nhiều hội viên cựu chiến binh đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là con em hội viên. Cơn bão số 3 đã đi qua được gần một tháng, song những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đối với các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường là rất lớn. Đối với xã Tuân Chính, mức thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Hơn 200 hecta lúa mùa của xã Tuân Chính, trong đó diện tích mơ trắng chiếm 2/3, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản, nhiều vật nuôi của người dân đã bị chết hoặc phải bán chạy, ước thiệt hại của địa phương lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là khu vực đồng Tráng Hạ, xã Tuân Chính, khoảng 50 hecta diện tích lúa và chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm của hàng chục hộ dân khu vực này bị mất trắng hoàn toàn. Gia đình bà Lê Thiệu Quang là một trong những hộ bị thiệt hại nặng do bão số 3, giá trị thiệt hại khoảng 300 đến 400 triệu đồng, trong đó hơn 100 con lợn thịt bị chết, số còn lại thì đang bị bệnh. Hàng chục tấn cá thịt bị mất, công sức tiền tích góp đầu tư hàng chục năm đã bị mất hoàn toàn. Bà con nông dân xã Tuân Chính đang cố gắng khắc phục những hậu quả do bão số 3 để lại. Tuy nhiên, những thiệt hại lớn về kinh tế của nông dân không thể khắc phục một sớm một chiều. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cũng cần được xử lý. Vì vậy, để giúp bà con nông dân khôi phục lại sản xuất chăn nuôi, thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh. Thưa quý vị và bà con, với hàng trăm hộ chăn nuôi trang trại và gia trại, xã Kim Long, huyện Tam Dương đã và đang tập trung khuyến khích người chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều người dân địa phương đã làm giàu từ mô hình chăn nuôi và mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay trên địa bàn xã Kim Long có 35 trang trại với quy mô lớn và hàng trăm gia trại quy mô vừa và nhỏ để giúp các hộ chăn nuôi phát triển đàn vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Ủy ban nhân dân xã Kim Long đã tạo điều kiện để người chăn nuôi tiếp cận khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện để người dân được vay vốn phát triển quy mô chăn nuôi. Đến thăm gia đình anh Bùi Công Trung ở thôn Đồng An là gương điển hình trong phát triển kinh tế giỏi của địa phương.
Anh Trung hiện đang nuôi trên 4.000 con vịt và gà đẻ các loại. Mỗi ngày anh thu trên 2.000 trứng để ấp con giống. Nhờ có uy tín nên con giống của gia đình anh xuất đi khắp các tỉnh thành và được người chăn nuôi đánh giá cao. Với quy mô chăn nuôi lớn như vậy, anh Trung luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường cũng như công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm. Theo anh Trung, làm tốt công tác vệ sinh môi trường là yếu tố quan trọng để giúp cho đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh. Có như vậy, chăn nuôi mới mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh gần 300 triệu đồng một năm. Trong vòng một tuần thì có chủ động phun khử trùng 2 lần trên một tuần. Và cái bãi chăn nuôi thì trong chuồng thì cũng dùng một số chế phẩm vi sinh để rắc. Thế còn bên ngoài thì một ngày thì có cho công nhân dội rửa 2 lần, một lần vào đầu buổi sáng, một lần vào đầu buổi chiều. Để chăn nuôi phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, xã Kim Long cũng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là trong chăn nuôi.